cha duyên thuốc sáng dẫn đường cho những kẻ nào con cái, người cha dạy bảo dưỡng non, chút sau khi chết khi không nghe lời, nghe thì mới phải là người, vẫn nghe thì cũng là lời bỏ đi. Các anh chị viên trưởng sẽ không bao giờ quên lời dạy của cha, vì đó là hành trang mang theo suốt cuộc đời. Các anh chị viên trưởng sẽ không bao giờ quên những lời ru của mẹ vẫn dịu dàng bên con, cho dù con buôn ba nơi xa đất khách quê người. Biết đi tìm một cuộc